Hello. Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình Biker. Sắp Tết rồi, ngày càng gần Tết, chỉ còn 2 đến 3 tuần nữa là Tết thôi. Thì hôm nay đó mình may mắn là mình săn được những em siêu phẩm cũ nhưng mà cực kỳ mới cho anh em. Mình vẫn may mắn luôn. Một phần may mắn, một phần là anh em xem kênh yêu quý, anh em đem xe tới, anh em gửi cho mình bán. Anh em bán cho mình, gửi cho mình bán. Thì siêu phẩm này là quay rồi ha. Hạt Lay quay rồi, Z1000 quay rồi. Con này là mình cũng có clip trước rồi. Anh em là muốn tham khảo thì xem vào clip trước mình đã quay kỹ rồi ha. Rồi bây giờ sẽ tới hai siêu phẩm mà 49 gặp 500, đó là MT03 và CB300. Thì thôi, mình sẽ cho anh em trước CB300 đi ha. Tại vì nó mới hơn. Đây, chắc anh em sẽ thích. Dắt ra, quay em này trước. Thì anh em nhìn sơ cũng thấy ngoại hình của MT03 ở lại CB300 rồi ha. Thì ở cái dòng mình nói luôn là ở những cái dòng MT03 thì nó hai máy rồi. Hai máy thì nó sẽ hao xăng nó mạnh hơn, nhưng mà nó hao nhiên liệu hơn. Còn đối với con CB300 thì anh em sẽ phù hợp với đi làm, đi chơi, đi việc, rất là nhiều việc. Tại vì nó chỉ có một máy cho nó tiết kiệm xăng, tiết kiệm nhớt. Dung tích nhớt mỗi lần thay nhớt chỉ có 1,5 lít thôi. Và xăng là ba mấy cây lít thì rất là tiết kiệm ha. Và ở con này cái điều đặc biệt của nó là xe... Qua đây anh. Quay gần cái đồng hồ cho anh em thấy một cái điều ngạc nhiên. 1145 cây số nha anh em. Đó, anh em nhớ kỹ cho mình 1145 cây số. Xe mới vừa rô đai xong. Xe này chủ xe mua vào cuối năm 2022. 2022, 2023 gì đó, nói chung là cũng rất là mới, mới đây thôi. Mà mới mua thôi. Đó, anh em nhớ là đây là con xe 1000 cây ha. Xe được mang biển số là Đồng Nai ha. Đó, thì xe lướt, xe mới thì nó sẽ hơi mắc một chút xíu ha anh em ha. Mình bán cho anh em nghe giá cho đây nha. Mình báo giá trực tiếp là 8X lớn nha anh em. Lớn nha anh em nha. Tại vì xe rất là mới, xe đẹp thì không có giá thấp đâu anh em. Đó. Và con xe dù là xe mới nhưng mà chủ xe vẫn vừa trang bị kịp cho nó một bộ chống đổ khung. Đây là một cái bộ chống đổ khung. Đó. Này. Và cái bảo vệ các nước. Đó. Anh em lưu ý. Và con này có ABS trước sau nha. Xe này rất là mới. Mới thì anh em sẽ nhìn vào những cái này nè. Ốc nè, ốc bô nè, bô chưa có đổ nhiệt nè, anh em thấy chưa? Đó, vỏ là như xe mới luôn, đầy đủ gai chỉ qua đây, chỉ gai thì qua bên đây quay, em bấm zoom cho mọi người. Đây nè, đó cho mọi người coi cái chỉ đó là nó xe như mới nha anh em. Mọi thứ là nó như mới luôn nha anh em, ốc tán nè anh em. Ốc tán là như mới, dĩa là như mới. Rồi qua đây ốc tán là như mới, lốc máy là như mới luôn. Nói chung xe này hoàn toàn là như mới nha anh em, rất là đẹp. Đó, cục máy rồi là mới tinh luôn. À, chủ xe vẫn kịp lên cho mình một cái ba ga sau để mình đựng đồ đi đâu đó, mình để đồ đây, không để đây nó khỏi chạy xước. Thì con xe này á, với những anh em 1m65 là có thể chạy được nha anh em nha. 1m65 là có thể chạy được rồi. Nên anh em lưu ý về cái chiều cao của mình. Và xe còn đầy đủ hai chiều luôn. Mã vạch đầy đủ tại người ta mới mua mà anh em. Đó, anh em nhớ nha, xe này chỉ có 1100 cây. Mình có số điện thoại chủ đầy đủ và những thứ đầy đủ luôn. Và giá trên mình đã bao gồm hỗ trợ rút hồ sơ cho anh em rồi. Đó. Và cảm ơn người anh em đã để cho mình một con xe rất là đẹp. Anh em nghĩ một chiếc xe 1000 cây số thì rất nhiều người mua xe rất là muốn có nó, nhưng mà anh em lại gửi cho mình, bán lại cho mình, rất là quý luôn anh em. Và một con xe đẹp như vậy thì rất là đáng trân trọng. Còn gì nữa mà phải bàn anh em. Một con CB rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn ha. Theo mình nó phải cực kỳ đẹp. À, đồ zin đầy đủ mọi thứ. À, cho anh em nghe tiếng máy đi. Xe này về là nhớt rô đai, mình thay nhớt vô rồi mình giọt thôi. Xe máy mới thì không có gì để bàn cãi nè. Xe bị cái là gần hết xăng nha anh em. Này là chủ xe qua bán này cũng gần hết xăng rồi. Máy nó mới rồi nè. Xe cực kỳ mới luôn, nói chung là mới, rất mới. À, anh em thích thì qua coi. À, chuẩn anh em là 1000 cây luôn anh em. Đó, anh em nghi ngờ thì cứ alo chủ xe, mình cho số điện thoại chủ xe để làm việc trực tiếp. Rồi, xử lý xong cho một em trai 1997 để lại cho mình một con xe đẹp rồi ha. Đây, con xe này xong. Rồi,
qua con MT03. MT03 này đúng ra nó sẽ là một con xe cực đẹp giống như MT03, nhưng mà vì em trai này mua vào năm 2021, đây giấy tờ mình mới lấy. Em Du Đoàn Công Tuấn mua vào năm 2021, tháng 5 2021, nhưng mà em trai không đi. Không đi, em trai lại để ở dưới chung cư. Cho nên xe ra vô nó hơi xước một ít, nó không đẹp như con CB300. Để mình đẩy ra cho anh em. Nó sẽ xước một chút nhưng mà nó vẫn mới theo đúng cái chất odor. Con này thì chịu vẫn đưa mình cái sổ bảo hành. Không đi nhưng mà vẫn bảo hành. Đây là cái sổ bảo hành của MT03. Thì em này là em Tuấn đi được 6.532 cây. 6.532 cây là nó là rơi vào xe rất ken, rất lướt rồi ha anh em ha. Thì mọi thứ á, mọi thứ nó đều như mới. Nhưng mà có điều nó sẽ xước lông mèo anh em, nó có những dấu xước lông mèo. Nó thành xe cũ, nó không phải xe như mới nữa. Nó có mấy dấu xước lông mèo nhưng mà so với những xe MT03 ở thị trường hiện tại nó vẫn rất là ken. Em có thể quay vào đây cho anh em thấy ốc tán mọi thứ. Những ai mà chơi xe người ta nhìn vô người ta sẽ biết. Đó, người ta sẽ biết là cái con xe này nó đẹp như thế nào. Chơi xe rồi nhìn sẽ biết đây ốc. Đó. Thì con xe này có bảo vệ, người ta vẫn lên được cho mình là một bộ chống đổ và cái bảo vệ két nước. Đó, và lên một số xi nhan LED cho mình. Đó. Con này ABS ha, cái bản này ABS và cặp lớp là lớp zin của nó là Michelin. Thì em quay toàn diện chiếc xe cho anh em coi. Rất là đẹp. Này hình như còn tay zin luôn nè. Cái này người ta lên để cho nó nhẹ, cho nó thời trang á, vẫn còn tay zin. Qua quay cục máy bên đây. Nó còn cái tem lúc mua, lúc mà đánh dấu á, đánh dấu xe á, còn tem chỗ này nãy mình về mình lột nè, mình lột ra. Rảnh em ngồi em trà cho sạch đi. Mai anh bình qua, mai anh bình qua kêu nó trà, mai anh kêu bình qua. Mai hay nay qua. Mai qua ráp xe. Rồi thì nó rất là đẹp. Đó, con này là biển số Sài Gòn 59A330254. Đó, thì giá này mình bán cho anh em để chơi Tết, mình bán rẻ luôn. Rẻ cho anh em là bao nhiêu ta? 69 triệu. Một cái giá rẻ để anh em chơi luôn á. Đúng chuẩn 6.000 cây 2021 nha anh em nha. Không lệch, một chủ đập thùng. Bán cho anh em 69 triệu. Nha anh em, bán cho anh em 69 triệu. Anh em giá phích luôn á, giá mà tận đáy luôn á. Bây giờ 69 triệu anh em chưa mua được R15V3 luôn á em. R15V3 bây giờ ra giấy tờ là cũng là 70 triệu rồi. Giờ xuống giá vậy. Xuống gì hả? Ra V4 rồi ba. V4 là 78 triệu. Mà V4M là 88 triệu là chưa giấy. Còn V3 mình là dưới 70, 69 triệu 68 thì đó anh nhớ vậy đó. Đúng rồi, thì nó xuống, nó ra V4 thì nó xuống. Thì anh em nghĩ đi, bây giờ anh em cầm 69 triệu chưa mua được cái con R15V3 mới. Mà con này nó hơn cái gì? Nó là hai máy 300cc, 321cc ABS trước sau nha anh em. ABS trước và sau. Thì anh em còn gì mà để lăn tăn nữa. Cái này là mình sale cho anh em để chơi Tết luôn. Đó, cái này là một giá một anh em chơi Tết luôn đó. Và mình nói là không phích nữa. Và xe mình bán là thứ nhất nè, chuẩn odor nè. Thứ hai là ngay chủ luôn. Em Tuấn này là ngay chủ xe luôn. Và em Tuấn này biết để lại cho mình bao nhiêu không? Mình khẳng định anh em luôn, em Tuấn này để cho mình cũng là 60 mấy triệu rồi đó. Này mình thấy dư ra nhiều mới mình bán. Nó để cho anh em chơi Tết. Anh em nghĩ mua một chiếc xe cũ mà biết chủ rồi biết cửa hàng chết. Như mình là một cái cửa hàng nè, mình chết xe ok mình mới lấy về cho anh em. Mà anh em rồi biết chủ xe nữa, anh em có thể đối chứng được chiếc xe. Cho nên mình không thể nói hai lời được anh em. Đó, hai xe này đều ok. Rồi, à con này quên cho anh em nghe tiếng máy. Quên, nãy giờ lo nói liên thuyên. Nhưng mà mấy anh em bán xe cho mình là hết xăng không à. Không sao, đẹp, xe đẹp là được hết. Cái chuyện hết xăng là đơn giản, mình có thể đổ được. Hai máy thì nó đều hơn nha anh em, đều hơn một máy. Nhưng mà nó sẽ hao nhiên liệu hơn. Cái đó là điều anh em phải chấp nhận thôi. Đó. Rồi. À quên.
quên hoài luôn. Cho anh em coi cái đèn này, lên đèn led rồi, cũng đẹp, cũng rất là đẹp. Nhưng mà em biết đèn led này bị gì không? Nó không bắt xin. Ờ có nè, có bắt xin. À nãy anh mở cái này nó không bắt xin được. À bắt xin này, nãy anh mở hai đèn luôn, quên. Rất là đẹp. Có một số cái đồ chơi này do mình dưỡng đó nha anh em, mình dưỡng một cái lớp dưỡng nhựa nhám á, anh em biết mình hay dưỡng cái chai này. Thì lúc đề lên thì nó sẽ thấm vô, nó hơi có khói chút xíu. Mình giải thích luôn cho anh em, đó, thì mình dưỡng bằng cái chai này. Mình xịt lên những cái chi tiết này nè, ví dụ gì nè, tiết máy rồi xịt lên. Khi mà anh em ở nhà cũng vậy, anh em ở nhà mà anh em không đi, anh em phải dưỡng này thì nó sẽ lâu hư cái nước sơn mình hơn. Đó, thì mình dưỡng lên, thì khi mình đề máy lên thì nó hơi bốc cái mùi này lên chút xíu nha anh em, nó thấm vô mới dưỡng xong. Rồi ok, đây là hai chiếc xe. Con xe này anh em nào chốt nhanh 69 triệu thôi nè. Con này 8 lít lớn, hai xe đều xe lướt, xe mới, anh em có thể kêu thợ qua chét thoải mái nè. Nếu anh em không tin tưởng mình kêu thợ qua chét thoải mái. Bên mình là lý lịch rõ ràng, anh em không cần chét. Anh em thích ok, anh Minh cho em số điện thoại chủ xe alo liền. Đó. Rồi, đây là hai chiếc rất là siêu phẩm. Rồi, chiếc siêu phẩm tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho anh em ở clip sau. Đó là CBR1000RR bản kỷ niệm 25 năm. Nhưng mà clip sau mình sẽ làm, clip này đủ rồi, nhiều rồi. Bản kỷ niệm 25 năm, xe này mình mua của một anh cơ quan cấp cao. Nói chung là người ta làm nhà nước, người ta không thể nói tên được, người ta mua về chân thôi. Xe chỉ đi 600 cây thôi. Mình về mình test là lên 645 nè, quay cái đồng hồ cho anh em coi. Mình về mình test là thành 645. Mình mua là đúng 612 cây. Đó. Rồi, con này mình sẽ làm một cái clip sau cho anh em. Thì xe này khác, thiếu một cái thùng nữa thôi anh em, thiếu một cái thùng nữa thôi. Mình sẽ làm clip sau kỹ về em nó. CBR1000R bản kỷ niệm 25 năm. Chỉ có một con duy nhất là can nhất hiện tại luôn. Sài Gòn chắc không có con thứ hai. Cái này ảnh mua về chỉ anh để chân thôi. Ảnh mua về anh để chân, ảnh mua vào tháng 11/2022. Clip sau mình sẽ cho anh em coi hết chi tiết giấy tờ của em xe này. Rất là tuyệt vời ha anh em ha. Lần đầu tiên mình mua được con xe lớn mà nó mới như vậy. Trước mình chưa bao giờ mua. Trước mình mua cá mập cũng có can, nhưng mà mười mấy ngàn cây. Mua R1 cũng can nhưng mà 6000 cây. Mua con nào cũng cao hết á, chỉ có con này duy nhất là con xe lớn đầu tiên mình mua được 600 cây. Rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Còn giấy tờ người ta mua bao nhiêu tiền luôn hết nè. Còn giấy tờ người ta mua ở hãng rồi này nọ kia khác luôn. Nhưng mà anh này anh không ra mặt nha, nói cho anh em biết. Những anh em mà xem clip này anh em biết là ảnh là làm trong nhà nước, cán bộ cấp cao. Nói gì cho anh em biết thôi chứ mình cũng không show tên show gì hết. Ảnh cũng không muốn tại người ta làm nhà nước mà. Đó. Thì anh em nào mà đã chơi với anh này thì anh em cũng biết cái con xe này nó đẹp như thế nào. CBR1000R này là siêu phẩm thôi anh em. Cái này mà anh em đam mê, mà anh em trưng bày, mà anh em mua về cũng rất là đẹp. Nó đáng để trưng bày mà tiết kiệm. Mình định ra giá là chỉ là dưới 430 triệu là anh em đã có một con xe siêu lướt, siêu mới luôn. Ok. Thì để đợt sau mình sẽ quay clip full về em này. Thì bây giờ cho anh em ngắm lại hai con anh em cần mua trước đi. Em cứ quay từ đầu đít đuôi ra, em quay hết cho anh em ngắm. Đó, hai con đó để cho anh em lựa. Rồi, quan trọng clip này là hai em này thôi, giữa MT03 và CB150. CB300. Thì CB300 chiều cao yên nó sẽ nhỉnh hơn chút xíu nha. Anh em 1m6 là có thể ngồi MT03. Đó, em cứ quay từng chi tiết hai em cho anh em coi. Đó, cho anh em thấy cái vẻ đẹp của xe của mình bán. Một con á thì kiểu dáng nail sport, đó là một chút cổ điển, một chút gọi là hiện đại. Đó là CB300. Tiết kiệm xăng, đi làm, đi chơi, đi đâu cũng được. Còn đối với MT03 anh em, đối với MT03 thì nó là một con xe là dành cho đi phượt. Mạnh mẽ, ngầu, bền. MT03 là con xe hầu như rất là bền. Cũng dễ bảo trì bảo dưỡng nhưng mà nhớt xăng nó sẽ ăn hơn CB300 là xe một máy. Thì anh em liệu cơm gắp mắm ha. Và con này nó giá nó hạ xuống, hồi đó là nó 140 anh em, nó hạ xuống bởi vì sao? Bởi vì nó ra cái mẫu mới có phục upside down, có đầu đèn mới. Và bây giờ giá xe cũ nó rất là hợp lý để anh em chơi. Giá con này chưa bằng con R15V3, chưa bằng con MT15 thì anh em chơi con này không sướng à.
Và em này là biển số Sài Gòn nha anh em. Còn em này là biển số thành phố Biên Hòa nha anh em. Đó hai con. Và hai con này đó thì anh em cần thiết thì bên mình vẫn hỗ trợ rút hồ sơ cho anh em bình thường. Còn anh em muốn ủy quyền là điều lực. Tại vì xe này mình mua chính chủ thì làm mọi thứ thoải mái nha anh em. Rồi thì mới quá cũng không biết nói gì. Rồi ok, chúc anh em một cái Tết thiệt là vui vẻ nha anh em. Anh em nào chưa có xe thì ráng dành dụm qua mình mua xe. Còn em nào mà để ý hai em này thì cứ liên hệ cho mình số điện thoại 0916640653 hoặc đến địa chỉ của mình trực tiếp 106 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6. Mình sẽ đón tiếp anh em đàng hoàng, nồng hậu. Dù anh em không mua xe, anh em ghé qua anh em nghĩ thôi cũng mình cũng ok, cũng đón anh em nha anh em. Ví dụ hôm nay mình thấy chiếc này đẹp, mình chưa đủ tiền, Minh ơi anh có thể ghé mình, anh nghĩ một cái ok thoải mái anh em mình, mà có gì đâu, nghĩ qua thoải mái anh em, không có gì hết. Mình không có xe thôi chứ cớ xe anh em qua em nhìn, miễn sao anh em đừng làm có tổn hại chiếc xe là được. Anh em qua anh em chạy sao đâu được, anh em nghĩ thoải mái đó. Nên anh em đừng có, mình nói để anh em là đừng có tự ti, đừng có nói mình không có mua xe, mình không có dám qua coi. Ok anh em qua coi đi, thoải mái anh em, vui vẻ. Là anh em có ngại thì ok, quán cà phê đối diện qua mua anh em mình hai ly nước cam đúng không? Đó, hai ly nước cam rồi anh em qua đây ngồi nói chuyện rồi ngắm chiếc xe mình thích. Ví dụ thấy mình có con Z1000 đẹp quá, muốn qua coi, có nhiều anh em tâm sự đó. Nhưng mà không dám. Ok anh em cứ qua, anh em qua nhìn thoải mái anh em, qua nghĩ để mình sau này mình lấy động lực để mình mua chiếc xe khác. Hồi xưa mình cũng vậy thôi, hồi lúc mình còn nhỏ mình cũng đâu có xe đâu anh em, mình cũng nghĩ xe người này xe người kia để mình tạo động lực thôi. Thì bây giờ mình đã có xe, mình có cửa hàng rồi thì những anh em người ta chưa có, qua thoải mái anh em. Đó, anh em ngại quá thì qua mua hai ly cà phê rồi hai ly nước cam rồi anh em mình ngồi uống rồi ngắm xe xíu về. Đó, bây giờ mình có mẫu này nè, mẫu 300 nè, 300 nè, 1000 nè, Sport nè, có đầy đủ. Thì anh em thích mẫu nào anh em nghĩ mẫu đó. Thì đương nhiên có những con xe đẹp quá thì mình đừng có làm tổn hại nó là được rồi, có gì đâu anh em, nó thoải mái đó. Rồi ok anh em, vậy nha, mình nói để anh em mình thân thiết gần gũi nhau hơn chứ không phải nói để chi xa. Rồi ok, cứ vậy mà làm. Anh em nào mà chưa có điều kiện thì cứ qua nghĩ xe thoải mái. Ok, anh em nào ngại quá thì anh em ly cà phê, hai ly cà phê. Rồi còn anh em nào có điều kiện rồi thì cứ qua liên hệ mình với số điện thoại thì mình liên hệ mua xe thôi. Rồi ok anh em, chúc anh em một năm mới thì thật tuyệt vời nha.